xuất Ai Cập ký chương 39 Lễ phục của thầy tế lễ Vết xa lên dùng chỉ xanh, tím và đỏ để dệt các bộ áo lễ rực rỡ dùng cho công tác phục vụ trong nơi thánh và làm bộ áo lễ thánh cho Aaron đúng theo mạng lệnh Chúa đã truyền cho môi xe. Ephod Bessalien dùng vàng, chỉ xanh, tím, đỏ và sợi lanh để làm cái ephod. Ông dắt mỏng vàng, cắt thành sợi, rồi theo cách tinh vi lên sợi lanh cùng với chỉ xanh, tím và đỏ. Họ làm hai cái cầu vai và nối hết vào hai thân của ephod ở hai đầu giáp thành một áo. Thắt nưng cũng được may bằng sợi lanh và theo bằng vàng sợi, chỉ xanh, tím, đỏ và được gắn thành một với ephod đúng theo mạng lệnh Chúa đã truyền cho môi xe. Ông nhận các viên bạch ngọc vào khuôn vàng và khắc tên các con trai Israel lên ngọc như cách khắc con dấu. Rồi họ gắn hai viên ngọc lên hai cầu vai của ephod để làm ngọc tưởng niệm cho các con trai Israel đúng theo mạng lệnh Chúa đã truyền cho môi xe. Bảng đeo ngực Vết xa lên làm bảng đeo ngực một cách tinh vi Và cũng như khi làm effort Ông dùng vàng, chỉ xanh, tím, đỏ và sợi lanh Bảng này hình vuông, bề dài một găng tay Bề ngang một găng tay Và may hai lớp vải Họ gắn lên bốn hàng ngọc Hàng thứ nhất có hồng mã lão Hoàng ngọc và hồng ngọc Hàng thứ nhì gồm có bích ngọc, lam ngọc, kim cương Hàng thứ ba gồm có ngọc hồng biểu, ngọc mã lão và ngọc tím. Hàng thứ tư gồm có lục ngọc, bạch ngọc và vân ngọc. Ngọc được nhận trên khuôn bằng vàng. Tất cả 12 viên ngọc, mỗi viên có khắc tên một con trai Israel. Theo cách khắc con dấu, các viên ngọc tượng trưng cho 12 tri tộc. Họ làm dây chuyền bằng vàng, rồng, bện chặt lại cho bảng đeo ngực. Họ cũng làm hai khuôn vàng với hai khuyên vàng và gắn khuyên vào hai góc của bảng đeo ngực. Họ gắn một đầu của hai dây chuyền vàng vào hai cái khuyên lơi góc bảng đeo ngực. Còn đầu kia gắn vào hai khuôn vàng rồi gắn hai cầu vai phía trước ephod. Họ làm hai khuyên vàng và gắn vào hai góc bên trong của bảng đeo ngực sát với ephod. Họ làm thêm hai khuyên vàng khác và gắn vào bên dưới của hai giải đeo vai ở phía trước ephod gần với đường nối ngay trên thắt lưng của ephod ông dùng dây màu xanh buộc các khoen của bảng đeo ngực lại với các khoen của ephod và để cho bảng đeo ngực nằm yên lên trên đai lưng theo sặc sỡ và không xê dịch trên áo ephod đúng theo mạng lệnh chúa đã truyền cho môi xe các áo lễ khác các áo khoác ngoài ephod được diệt toàn bằng chỉ len màu xanh, có khoét cổ để tròng đầu, quanh cổ áo có đường viền để cho khỏi sòn rách. Họ dùng chỉ màu xanh, tím đỏ và chỉ gai thắt trái nịu và kết vòng. Theo gấu áo, họ cũng làm các lục lạc bằng vàng và gắn trên gấu áo, sen kẽ giữa các trái nịu, các chuông vàng và trái nịu được kết sen kẽ quanh câu áo. Thầy tế lễ phải mặc áo này khi phục vụ, đúng theo mạng lệnh Chúa đã truyền cho môi xe. Họ dùng sợi lanh dệt áo dài cho Aaron và các con trai người. Sợi lanh mịn cũng được dùng để dệt mũ, mũ xếp cao và quần lót ngắn. Dây thắt lưng được dệt với sợi lanh mịn và thêu chỉ xanh, tím và đỏ, đúng theo mạng lệnh Chúa đã truyền cho môi xe. Họ là một bông hoa, một biệt hiệu thánh bằng vàng đồng và khắc trên đó như khắc dấu ấn dòng chữ thánh cho chúa rồi họ dùng dây màu xanh buộc thẻ vào khăn đội đầu đúng theo mạng lệnh chúa đã truyền cho môi xe môi xe thanh tra đền tạm như vậy việc thiết lập đền tạm và trại hội kiến được hoàn tất dân israel làm xong mọi việc đúng theo mạng lệnh chúa đã truyền cho môi xe họ đem đền tạm đến cho môi xe lều các đồ phụ tùng, móc, vách ván, thanh xà ngang, trụ và đế trụ, mái che bằng da cừu nhuộm đỏ, mái che bằng da dê và các bức màn, dương giao ước với đòn khiêng và lắp trượt tội, bàn với các đồ phụ tùng và bánh thánh, cây đèn bằng vàng rồng, các đèn gắn lên cây đèn theo thứ tự hẳn hoi, tất cả phụ tùng và dầu tháp, bàn thờ bằng vàng, dấu sức, cương thơm và bức màn che cửa đền bàn thờ bằng đồng với giá đồng đòn khiêng và tất cả các đồ phụ tùng buồn nước và chân buồn các bức màn quanh hành lang với các trụ và đế trụ bức màn che cửa hành lang dây thừng và cọc cắm trại cho hành lang cùng với tất cả các đồ phụ tùng dùng chung trong đền tạm và trại hội kiến các bộ áo lễ rực rỡ may dệt cho các thầy tế lễ mặc khi thi hành chức vụ tại nơi thánh, kể cả các bộ áo lễ thánh cho thầy tế lễ Azôn và các con trai người khi họ thi hành chức vụ thầy tế lễ. Dân Israel làm tất cả các công việc đúng theo mạng lệnh Chúa đã truyền cho môi xe, môi xe thanh tra và thấy họ làm đúng theo mạng lệnh Chúa đã truyền, nên ông chúc phước cho họ.